Mình lại là gì, đóng kịch một người giàu nữa. Rồi mình đóng tiền điện mình về. Mình đóng kịch là một người giàu nữa nè. Ngay trên giữa đồi núi mà có cái casino. Chạy thì chạy xe đất tiền mà vô casino thì còn mặt mũi nào. Mà thường là như vậy. Mấy anh nổ lựu đạn thì cứ chạy xe đất tiền tới đây thì chấp nhận thôi. Bây giờ chưa rành không? Là đến đây nhiều lần lắm. Nhưng không phải chưa đến là hơi là thuộc khoảng. Bây giờ tấp nập. Nhìn mỗi lần đi vậy mình kiếm được 400-500. Rồi nghề nó chạy nghề cỡ không? Lúc đấy hồ xéo nó chưa có mấy thì chúng tôi đem về các chợ Việt Nam chú bán. Có đôi khi mình mua rẻ lắm mà mình về mình bán không có giá. Thì buôn bán mà xạo để lấy lời mà mua 1 đồng bán 2 đồng. Ông có một cái ông hay nói xấu chú là mua 1 đồng bán 10 đồng. Đây vĩ đại của thiên trường thì ông dạ bông thì lái xe rất là sướng. Chiều mà ví dụ như mất vợ như chú mà lái như vậy thì thấm thía. Xây luôn một nhà máy điện đây chờ để dự trữ khi nào mất điện là nó nổ lên. Ồ, cái nhà máy điện ở đây thì thường bị này, chú nhìn là chú biết là những các cái nhà máy điện để nó backup á. Khi nào mình mất điện ở các vùng khác thì nó có những cái nhỏ như này, nó đâu có xài đâu, nó chỉ xây để khi nào mất điện. Khi nào mất điện tự động nó sẽ open lên chứ không ai tới khi mở của cái mấy cái hang điện mình trồng thấy cái liên đới thôi. Nhìn đó, nhìn thấy cái casino giữa một cái đồi không? Thì hồi đấy người ta phải xài tiền giữ nữa, tại không ai biết mà họ đâu có biết là tất cả quen nhau. Casino ngay chính giữa vậy, giấu vợ mà vào đây thì sao? Bảo hôm nay giàu thì nói anh đi họp đúng không? Mà nghèo thì nói là anh bị bận hoặc mất phone không kiếm được. Đó. Đẹp quá. Nó nằm giữa rừng vậy, chẳng có một nhà nào ở. Vậy làm sao muốn về nữa. Mà hôm nay tới đây là nếu không lầm là hình như mình được ăn tôm hùm. Chú nghĩ như vậy thôi, tại nó quảng cáo ở trên cái Freeway 22 ngày nào chú cũng đọc quá thì nó nói là hay. Chú này rau gì chú? Giúp cá. Giúp cá kìa Hoàng ơi. Dạ rồi, thì bán không hết, mình cứ chạy xe dơ sân để cho nó dí xuống giống chú nói đó. Mẹ nó làm đó, cây cỏ này được chính. Nhà tí tô suốt nặng đó. Tí tô luôn. Chưa? Ừ, đấy, này, chiều đến thở, đi cắt rau để xe này. Lại sửa lại chỗ nào mà nó nóc nó bị hư thì nó sẽ lột xuống rồi nó sẽ thay đó. Thì chỉ cắt rau thôi mà kêu là chỉ lấy tiền. Đấy, nhà tiết tô biết không?
sắc chị đứng ngoài nhìn thấy không? Dạ. Thấy lớn lắm rồi. Đấy, có đầy đủ đây rồi, chốc chị xuôi mở ra lấy thôi. Hả? Dạ. Chắc đâu đã nhìn những cái tô bây giờ vợ có nhìn em chắc rồi. Với thị trường lấy xe nó ở đằng sau, nó ngược con đường này, cũng con đường này đi tới. Ở thị trường này nó kêu là cái gì, March. March vì nó vẫn còn là tên quân đội. Nó kêu gì, Marino. Thì thành phố Marino đấy, người Việt ở đông lắm. Ô, bạn ngày gì đẹp lắm. Điên đường đó, đường này nhiều đồ đồ. Thôi chứ nói bạn bè chú vào đây. Có một len hay hai len thôi? Một len. À, bên trái này là một cái nghĩa trang của quân đội mà National ấy. Miền Nam California này nổi tiếng. Một năm biết bao nhiêu người đến đây, có mấy người tướng, người không có tổng thống nhưng mà tướng thì ở đây chôn nhiều lắm. Nghĩa trang quân đội mà nghĩa trang lớn nhất của Mỹ. Nó đặc nghẹt hết. Nó đặc nghẹt hết, mình chỉ bán một lứa thôi. Hả? Không biết mà nó cũng giống nhau, nhưng mà chú muốn mùa lạnh thì được nhiều thì chú phải lo mùa này. Mỗi lần đi vậy mình kiếm được 400-500.